Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn một cái mẹo gọi là cái bí quyết để mà chúng ta có thể là chơi cái trò nhảy dây này cao điểm nhất có thể nha mọi người. Ui, ok la luôn. Thì cái trò nhảy dây có tên là Zoom Zoom và diễn ra vào ngày 25 tháng 4, tức là hôm nay tới ngày mai, buổi sáng 7 giờ ngày mai là 26 tháng 4 á, là kết thúc nha mọi người. Và ngay hôm nay ngày 25 tháng 4 sẽ diễn ra nè. Và cái trò này mình thấy cũng khá là easy so với cái trò mà đầu tiên mà mình chơi, cái trò Fly Line á, thì khó hơn nhiều. Và bây giờ một cái bí kíp đầu tiên đó là các bạn sẽ mình tính vô cái khu camping rồi, nhưng mà mình thấy ở đây cũng vắng vắng nè, những bạn kiểu hay treo rồi đó, thì mình sẽ kiểm tra trong phần bạn bè xem. Hiện tại là có 53 người thì tương đối ha, những bạn này chắc cũng có vài bạn là đã bấm vô chơi rồi. Thì mình sẽ bấm vô, mình đứng tại đây mình bấm vô luôn nha mọi người. Ok la, mình bấm vô luôn. Tôi muốn tham gia nè. Rồi, đây là những bạn, wow, sao mình thấy có vẻ là mấy bạn level thấp cũng khá là đông nè. Hầu như là mấy bạn level thấp là đông lắm luôn nha. Còn mấy có một vài bạn level cao thôi. Tại vì mình bấm chiếc cúp tham gia bên ngoài á, ở ngay plaza luôn, nên là tỷ lệ gặp cao thủ cũng rất là thấp nha. Còn mình thấy là bấm ở trong khu trung tâm hoặc là trong khu trò chơi luôn á thì gặp cao thủ rất là cao luôn. Rồi mình vừa ăn có việc thì mình vô lại. U là trời, nhanh dữ má, mấy bé này đúng nhanh luôn á, tranh thủ ghê luôn. Chưa gì hết là đã nhảy rất là nhiều luôn nè mọi người. Cái lần gần nhất mình nhảy dây là hôm bữa lúc mà mở ra cái trò chơi này là ngày 20 tháng 4 luôn á mọi người, là mình vô mình nhảy là được 300 cái nha, hơn 300 cái. Là mình nhảy một lần duy nhất, lần đầu tiên luôn là hơn 300 cái rồi. Cho nên là với cái điểm số là 132 này thì giờ mình nghĩ là mình có thể làm được nha. Chưa kể là hôm bữa tôi chưa có dùng cái mạng thứ hai nữa, cho nên là điểm số mà top 1 á tầm 300 trở lại là các bạn không nên lo lắng nha. Tại vì cái mức đó là mức bình thường. Còn cái trò nhảy dây này á, theo mình nghĩ chơi mà tập luyện rồi đó, có bí kíp rồi đó, một lát nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Là tầm khoảng 1.000 mấy là ok nha, 1.000 mấy là mình có thể làm được nha mọi người. Tại hôm bữa là mình chơi lần đầu tiên luôn mà, chơi duy nhất một lần thôi là đã 300 mấy rồi. Ok, các bạn nhớ vào đây để nhận bánh kem nha, chơi không quên nhiệm vụ là nhận quà nha. Bây giờ là mình sẽ vô game zone trước xem là các bạn trong đây là bao nhiêu điểm rồi. Mình phải coi trước các bạn à. Một cái mẹo nữa nè, là bạn nào mà thích đông người á, thì các bạn nên chơi ở khu vực game trong đây. Kiểu là mình thích đông vui rồi đó. Còn không cần thiết á, thì các bạn nên chơi ở nhà cho mình, ở nhà của chính bản thân mình nha. Đó, ở nhà của chính bản thân mình. Tại vì sao? Các bạn có thể thấy là ở đây là có rất là nhiều các bạn xếp hạng từ 1 đến 10 đúng không? Từ 1 đến 10. Nhưng khi mà các bạn nhảy dây á, thì nó sẽ bị che khuất á. Một lát nữa mình nhảy dây là các bạn sẽ đỏ thôi. Còn ở trong đây bảng xếp hạng nhảy chung thì chỉ có 96 thôi các bạn ạ. Ui, rất là thấp ha, tỷ lệ top 1 sẽ không cao đâu. Giờ mình sẽ vô nhà và đặt cái máy nhảy dây ra. Lý do mình nói là các bạn nên chơi trong nhà là bởi vì đây. Vì là khi nhảy dây á, bạn vượt hạng người ta thì nó sẽ hiện lên màn hình á. Mà ở đây rất là nhiều bạn luôn, nó sẽ che khuất tầm nhìn của mình. Vì vậy khi chơi trong nhà nó có cái nút reset đó mọi người, nó nút reset lại thì mình có thể chơi dễ dàng hơn mà mình tập trung hơn nữa. Rồi thì mình sẽ vô chơi nha. Đặc biệt game thiết kế đây rất là hợp lý luôn, tại vì đây là trò chơi nhảy dây cần sự tập trung cao độ, nên là thiết kế màu xanh lá, tại vì màu xanh lá là rất là thoải mái dưới mắt. Mời đến. Tiếp theo có một số bạn hỏi là mình nên canh vị trí nào để bắt đầu bấm nhảy. Đó, câu hỏi này hay nha. Thì mình có một cái recommend cho các bạn là canh ngay con mắt của thú cưng nha mọi người. Canh ngay con mắt của thú cưng. Tại vì trong đây có những cái con thú cưng khác nhau. Có nhiều con thú cưng là con mắt nó sụp xuống luôn á. Nhưng mà mình canh từ cái trán tới con mắt nè, mình bấm nhảy là ok rồi đó. Mình cứ cố định vị trí là canh ngay con mắt thì mình bấm nhảy. Tránh trường hợp là các bạn canh thấp quá. Vì sao? Tại vì có khi là tự nhiên đang quay chậm, quay rất là chậm luôn, ở mức chậm nhất luôn á, thì nó biến đổi là mức nhanh nhất. Như vậy là các bạn sẽ trở tay không kịp. Đó, các bạn canh ngay con mắt thú cưng cho mình. Hôm bữa lần đầu mình chơi là đã được 300 mấy điểm rồi đó. Nhưng mà mình sẽ thử vấp cho mọi người coi nha. Ok, vấp nha. Rồi, không sao. Cái này là mình sẽ nói cái ví dụ lúc đầu mình nói luôn nè. Mình có điểm rồi đúng không? 56 điểm. Tiếp theo nè.
Các bạn mà chọn chơi trong cái game zone á, thì khi mà các bạn vượt qua mốc 56 nè, nó sẽ hiện này che khuất màn hình, mà trong đó có rất là nhiều người chơi luôn, bảng xếp hạng rất là nhiều. Mỗi lần các bạn vượt qua một cái cột mốc nào thì nó sẽ rất là che khuất màn hình luôn nha. Ví dụ ở đây mình đã có một vài hạng rồi nè, đó 56 nó che khuất màn hình. Rồi tới 74 nè, nó cũng che luôn, là mình kiểu mất tập trung á mọi người, mình đang tập trung nhìn cái dây mà. Nên là các bạn nên chơi ở nhà, tại vì mình có khả năng là mình reset lại mạng. Ở cái mức này á, thì mình đạt 122 điểm nè. Bây giờ mình sẽ ra mình reset lại cho mọi người xem. Hôm bữa là mình chơi là 300 điểm là có thiệt nha, không có điêu đâu. Bây giờ là mình chơi mình tập trung nè. Cái trò này mình thấy là nó dễ hơn cái trò Flyline nữa đó, chỉ cần nhảy dây thôi. À mà mình quên nữa, đây mình reset lại nha. Khi mà chơi á, các bạn tập trung để mình nhảy nè. Rồi vài bước đầu tiên nha, hầu hết mình sẽ dựa vào linh cảm và quan tâm tới mấy cái chữ đây. Thì đây là chữ nhanh hơn đúng không? Đầu tiên lúc đầu là các bạn phải nhìn vào sợi dây canh ngay con mắt. Con mắt thú cưng của mình đang nhảy thì nó hơi sụp xuống một xíu so với những con bình thường, thì mình canh ngay ở gần cái trán một tí xíu thì mình canh mình nhảy. Thứ hai là canh ngay cái chữ. Các bạn để ý á, khi mà mình nhảy mình tập trung quá thì mình cũng không có đếm đâu, nhưng mà các bạn chú trọng cái con số 4 và con số 8 cho mình, kiểu linh cảm vậy thôi á. Rồi để nó biến đổi nha, nhanh hơn 1 2 3 4 5. Đó, ở vị trí thứ 5 thì nó sẽ biến đổi cái chữ đi, từ dao động từ 4 đến 8 nha mọi người. Chậm lại nè, 1 2 3 4 5. Trời ơi, mình nhảy hai cái luôn, đúng rồi. Có hôm bữa mình chơi là 300 mấy thôi, mình nhảy lần quá rất là nhiều cái hai cái luôn. Tại vì nó nhanh, rất là nhanh mà nó biến đổi chậm á mọi người. Xong kiểu bị liệu, nhưng mà các bạn có thể nhảy một lần hai cái nha. Mọi người thấy không, khi mà cái dây chậm ở cái mức mà thấp nhất luôn á, các bạn nên là để cái dây sát xuống rồi nhảy nha. Khi mà cái chữ nhanh á, đây thì các bạn tập trung vào cái đoạn mà nó không có chữ. Nhanh hơn nè, rồi mình nhảy mình linh cảm, nhảy kiểu vài cái thôi mình nghĩ là nó sắp biến đổi rồi, cho nên là mình tập trung, mình chuyển hướng liền, mình bấm chậm lại liền. Giờ mình sẽ cố gắng tập trung một xíu để nhảy dây.
là trời, tới khúc này ngủm rồi mọi người. Mà các bạn để ý không, mỗi lần mà mình dùng mạng á, cái chơi, cách chơi nó khác. Trời ơi, tôi mới vừa thay đổi tư thế một cái thôi là chơi nó khác liền mọi người. Kiểu không còn tập trung như trước nữa. Ê mà sao tự nhiên tôi dùng mạng cái nó nhanh hơn hoài luôn á. Đây giải thích từ từ cho mọi người coi nha. Đó nó nhanh hơn nữa. Nhanh hơn hoài luôn á, nhanh rồi chậm, nhanh rồi chậm nha, trở tay không kịp. Lúc đầu thì còn may mắn hơn là nó kiểu cố định á, kiểu nhanh nhanh chậm chậm rồi đó. Còn cái này trời ơi, nó biến đổi tôi nhanh hoài luôn nè. Không trở tay kịp luôn. Nhưng mà mình sẽ cố gắng nha, ok, tiếp tục. Rồi xong, kiểu như mỗi lần dùng mạng kiểu nó tụt mút hay sao mọi người, chơi kiểu không tập trung như trước nha. Ok, tôi nghĩ là số điểm này cũng ổn rồi đó. Hay là do mình chơi trò fly line nhiều ta. Lúc trước tôi chơi cái trò mà fly line mới diễn ra nhiều lắm luôn á, chơi quá trời chơi luôn. Mới có khoảng 60 mấy điểm á. Còn cái trò này kiểu mới chơi có 1-2 lần mà điểm cũng cao mọi người. Nhưng mà mình thấy cái mức này thì cũng giữa giữa nha, không có cao. Nó cũng giữa giữa đó. Tại mình chơi gà thôi. Còn mức an toàn mình nghĩ là có khả năng là 800 nha. 800, bạn nào mà chơi 800 là ổn định đó. Tại lần đầu mình chơi chưa có mạng là 400 mấy rồi. Lần thứ hai hơi gà xíu. Nếu mà lần thứ hai chơi cũng coi như là như lần thứ nhất đi, là cái bảng xếp hạng này là kiểu cũng cao lắm luôn á. Bồi rồ hơn nữa là 1000 mấy, 2000 luôn á mọi người. Nếu mà kiểu có liên tập chơi đi chơi lại nha. Còn nãy giờ tôi chơi mới có 5-6 lần à, là đã như đó rồi đó. Chơi nó kiểu ít hơn, số lần mình tập luyện nó ít hơn cái trò flyline. Cho nên là trò này 1000 mấy điểm là mình thấy ở mức bình thường. Nếu mà có tập luyện với lại là may mắn nha, là mình thấy bình thường, nó có sự tập trung cao độ nữa. Còn mấy cao thủ là chắc khoảng hơn 2000 á mọi người. Hú là trời. Ok, và đây là những cái gợi ý mà giúp các bạn chơi dễ dàng hơn. Chúc các bạn giành top 1 nha. Nếu thấy hay đừng quên like, đăng ký kênh, ủng hộ mình. Bye bye mọi người.